Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại khách sạn Công Đoàn để check-in tham dự hội nghị do Ủy ban Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, và hội nghị nó có tên là Kiều bào đóng góp ý kiến cho kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 45 của Trung ương về vấn đề kiều bào và đối ngoại. Và đây là cái biển chúng ta được thấy. Và buổi chiều hôm nay hội nghị sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Và bây giờ thì là các đại biểu sẽ đến để mà check in đăng ký. Tôi cũng sẽ ở đây 2 ngày để tham dự hội nghị. Chúng tôi được biết là có 130 kiều bào sẽ về tham dự, và ngoài ra các đại diện của ban ngành đoàn thể vân vân, và có cả sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Vào ngày mai là phiên họp chính thức sẽ được mở ra. Nhưng chiều hôm nay thì ủy ban sẽ có một cái buổi trao đổi trực tiếp với lại những đại biểu kiều bào để đóng góp cho cái chỉ thị 45 này như thế nào. Và tôi với tư cách là nhà báo của kênh Việt Nam Today cũng được mời tham dự và phát biểu ý kiến của mình về những cái vấn đề báo chí liên quan. Và có thể nói rằng đây là một trong những cái vinh dự cho tôi khi được sống và hoạt động tác nghiệp ở trong nước, và cũng đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thì rất là trân trọng và đã mời tôi tham dự. Trong chuyến đi này thì tôi sẽ nói một số những cái suy nghĩ của mình như thế nào. Và bây giờ cái thời gian là check-in cũng rất nhiều kiều bào đã đến. Tôi hy vọng rằng cũng sẽ gặp được những người kiều bào ở xa tổ quốc và sống và làm việc ở Việt Nam để tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng của họ. Và chương trình thì đã có ở trên tay như thế này, rất là nhiều chi tiết. Tôi nghĩ là đây là một cái hoạt động có tính chất là mở rộng để cho mọi người, nhất là kiều bào ở xa tổ quốc, có thể thấy được những cái hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chào quý vị khán giả của Việt Nam Today. Trường Nguyễn cũng vừa mới check in vào khách sạn và đang chờ đến buổi trưa để gặp các kiều bào của chúng tôi để mà có những cái cuộc trò chuyện hàn huyên trước cái buổi họp vào chiều nay lúc 2 giờ, khai mạc cho cái buổi mà gọi là sơ kết 5 năm cái chỉ thị 45 về vấn đề đối ngoại. Thì tôi cũng chia sẻ cho quý vị khán giả một chút về cái lịch sử của cái chỉ thị 45 này như thế nào. Trước khi nói đến chỉ thị 45 thì cũng tự nhắc lại một chút về cái nghị quyết 36 ra đời vào ngày 26 tháng 3 năm 2004, tức là đến nay đã là 16 năm rồi. Mọi người cũng đã biết là nghị quyết 36 của Trung ương Đảng đưa ra về vấn đề đối ngoại là một cái cánh cửa mở rộng để cho kiều bào của chúng ta có thể về Việt Nam, trở lại quê hương đất nước, xây dựng đóng góp những cái tâm huyết của mình với những cái thiện chí. Và qua 16 năm cho tới giờ phút này thì cũng vẫn còn có những cái giá trị hết sức là tốt đẹp, mở cánh cửa. Nhưng trong cái tình hình mới thì cách đây 5 năm, tức là vào ngày 19 tháng 5 2015 thì bên phía Trung ương Đảng, Đảng và Nhà nước lại tiếp tục cho ra một cái chỉ thị gọi là chỉ thị 45.
chỉ thị này do ông Lê Hồng Anh là Ủy viên Bộ Chính trị lúc đó đã ra cái chỉ thị 45 này. Thì trong cái chỉ thị 45 này gần như là một cái sự bổ túc, làm sâu sắc, tinh tế hơn, bổ túc cho nghị quyết 36, đi vào cái vấn đề hành động cho nó tốt đẹp hơn, để hỗ trợ cho nghị quyết 36 với cái tình hình mới thì có những cái chuyện mà cần phải cập nhật hơn. Bởi vì nghị quyết 36 ra đời 16 năm trước cũng có những một số những cái bất cập, nó không có phù hợp về vấn đề thủ tục, về vấn đề hành chính, về vấn đề đầu tư, vân vân, có rất nhiều những vấn đề mà cần phải bổ túc. Thì cái chỉ thị 45 này đã bổ túc một cách đầy đủ như vậy. Trong cái chỉ thị 45 này mà hôm nay bên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức để sơ kết, thì có mời một số đại biểu. Vì cái tình hình Covid cho nên là chỉ có 130 đại biểu theo như chúng tôi được biết là sống và làm việc hiện nay đang có mặt tại ở Việt Nam về tham dự. Và trong đó thì tôi buổi chiều hôm nay trong cái buổi phiên gọi là hội thảo gặp gỡ nhau thì cũng được mời phát biểu về cái chương trình liên quan tới vấn đề thông tin báo chí. Trong cái chỉ thị 45 này thì nó có 10 điểm. Có rất nói về các lĩnh vực khác nhau, nhưng mà riêng cái điểm mà số 8 á, thì tôi xin được nêu rõ để cho các bạn được thấy cái việc mà nó như thế nào để chúng ta có thể hiểu hơn. Ví dụ như là đây là chúng tôi xin lỗi, đây là cái mục số 7 của cái chỉ thị 45 này, nó nêu rõ như thế này: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp, mở ngoặc đơn, các kênh phát thanh truyền hình phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, phát thanh truyền hình đối ngoại, truyền hình qua mạng IPTV hoặc là hệ thống truyền hình của nước sở tại. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tranh thủ phát huy các phương tiện truyền thông của cộng đồng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế. Thì cái này rõ ràng là nó rơi đúng vào trong cái nguyện vọng và cái công việc của tôi, Trường Nguyễn. Hiện nay cũng đang sống và làm việc trực tiếp tại Hà Nội, cũng giống như là di chuyển nhiều trên toàn đất nước Việt Nam. Trong cái việc này thì chiều nay chúng tôi sẽ phát biểu nội dung liên quan tới cái mục số 7 này. Quý vị cũng sẽ nghi, nhưng mà tôi có thể chia sẻ một chút. Đó là những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của tôi trong cái vấn đề mà hợp tác, làm việc chung với lại các cơ quan chính thống ở trong nước. Như các bạn cũng thấy là tôi đã hợp tác với cái tư cách là một cộng tác viên không thường xuyên với lại báo Nhân dân, các báo Quê hương, Đại Đoàn kết và một số các tờ báo nữa ở trong nước, để có và những rất nhiều những cái kênh truyền hình chính thống, từ VTV1, VTC10, rồi các đài phát thanh cụ thể nhiều như là bài VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi đã có những cái cuộc giao lưu trực tiếp, hội luận, đối thoại, phỏng vấn, và các tờ báo cũng đã có cái cơ hội cùng với Trường Nguyễn trao đổi với nhau về vấn đề thời sự và liên quan tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và tôi cũng đã có cái sự nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ các kênh bạn có tìm được những nhân sự, có được những cái câu chuyện để kết nối họ với lại những cái người ở nước ngoài, những đồng nghiệp của chúng tôi, những kiều bào trong nhiều lĩnh vực. Qua đó thì các kênh ở trong nước có cái dịp để mà trao đổi với họ. Và bản thân tôi thì giống như trong cái mục này họ nói là tranh thủ phát huy các phương tiện truyền thông của cộng đồng nhằm cung cấp thông tin kịp thời. Bản thân tôi là như quý vị khán giả cũng đã thấy là đi khắp các vùng miền, và chính tôi là cái người đến tận nơi đưa tin qua rất nhiều những cái sự kiện liên quan vấn đề thời sự, vấn đề kinh tế, qua những câu chuyện, qua những phóng sự mà tôi đã thực hiện và được đưa lên kênh Văn hóa Việt Nam TV trước đây, và bây giờ là Việt Nam Today, thì cũng thấy được những cái thông tin trực tiếp mà tôi đã thực hiện qua những cái biến động, và đặc biệt là trong cái dịch Covid vừa qua, tôi cũng đã thực hiện được rất nhiều những thông tin. Và điều quan trọng hơn cả đó là cái sự kết nối giữa những kiều bào ở nước ngoài
có hướng tấm lòng về quê hương đất nước. Trong đó thì có những người Việt Nam của chúng ta để mà đóng góp, hỗ trợ, có tiếng nói chung. Dịch Covid nó cũng giúp cho tôi thấy rõ được cái chính sách của Đảng và sự đoàn kết với người dân thống nhất như thế nào. Và vừa qua cũng vẫn theo cái tinh thần nó gọi là sự kết nối thông qua cái người Việt ở nước ngoài mà chúng tôi đã thực hiện được để đẩy mạnh cái vấn đề thông tin tuyên truyền đó, thì tôi thấy rằng cái cơn bão lũ ở miền Trung vừa qua, Việt Nam Today cũng đã vận động và đã huy động được cái sự đóng góp của khán giả của mình là kiều bào trong và ngoài nước với số tiền là trên 1 tỷ trong vòng 3 tuần lễ để chúng tôi có thể đến trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp vào cái sự khó khăn cho cái kiều bào ở nước ngoài để giúp cho những cái người bà con của chúng ta đang là nạn nhân của cái cơn bão lũ ở miền Trung. Nói chung là cái công việc này, cái nghị quyết, xin lỗi, cái chỉ thị 45 nó giúp cho chúng tôi, những người làm công tác truyền thông độc lập ở nước ngoài về, có được giống như người ta nói là giống như là rồng thêm vây vậy đó. Chúng tôi có được cái hoạt động hết sức là tự do và thoải mái. Và cùng với nghị quyết 36 thì chỉ thị 45 quả thật là những cái phương tiện tốt, tạo cho chúng tôi những cái điều mà những người làm báo ở nước ngoài rất là mong muốn. Có thể nói chỉ thị 45 trong 5 năm vừa qua đã phát huy tối đa được cái sức mạnh của mình, tức là tạo điều kiện tốt hơn nữa cho những kiều bào ở nước ngoài trở về, trong đó có những người làm báo như chúng tôi. Quý vị khán giả của Việt Nam Today cũng có thể là tham khảo chi tiết cái chỉ thị 45 này qua những cái phương tiện truyền thông đại chúng mà có thể tìm ở trên Google một cách rất là dễ dàng. Quý vị chỉ có đánh vào cái chữ là chỉ thị 45 của Trung ương là chúng ta sẽ ra được cái nội dung này để tham khảo. Vào buổi chiều hôm nay tôi rất là vui mừng được tham dự và có cái tiếng nói của mình, và đồng thời cũng sẽ gặp gỡ một số những kiều bào để chúng ta để xem coi ở những lĩnh vực khác kiều bào của chúng mình sống và làm việc ở Việt Nam sẽ gọi là đã triển khai được hay là đã được đáp ứng từ cái chỉ thị 45 này như thế nào. Và đó là một cái dịp rất là tốt, và tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu vui từ phía Đảng và nhà nước Việt Nam đã mở nhiều và nhiều những cánh cửa khác để giúp cho kiều bào trở về quê hương đất nước trong cái tinh thần thiện chí đóng góp vào cái sự nghiệp chung của đất nước của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ.